Kẻ xấu nghĩ mình đẹp, đẹp. Kẻ đẹp nghĩ mình xấu, xấu. Kẻ xấu nghĩ mình xấu, mãi mãi xấu. Đây, chỉ sau vài lần rửa mặt và hai lần tắm duy nhất thì mọi người sẽ được chiêm ngưỡng cái dung nhan, cái da mặt của Vi vào đúng mùng 2 Tết nè mọi người. Nó banh chành như thế này luôn, đủ đau đớn chưa? Nó nổi mụn li ti, nó sần, nó ngứa, nói chung là đủ vấn đề. Và lúc đó thì bản thân Vi biết là mình một lần nữa đã bị kích ứng nguồn nước. Nếu một ngày nào đó vẻ bề ngoài của bạn bị tụt dốc không phanh thì đừng lo, bởi vì song có khúc, người có lúc. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Dạ các bạn sao rồi, ăn cơm vui không? Về quê lên chưa? Dạ, và tại sao Vi hỏi như vậy thì Vi tin chắc rằng trong dịp Tết vừa rồi hầu như là 80% các bạn sẽ đều về quê hết. Tại vì như mọi người cũng thấy là năm 2021 vừa rồi là xuyên suốt nguyên một năm là bị dịch hoành hành tùm lum tà la, coi như là ai ở đâu ở yên đó, là sau một cái khoảng thời gian dài đằng đẵng thì chắc chắn hầu hết mọi người sẽ rất là mong muốn trở về quê thăm ông bà gia đình của mình. Và đặc biệt là vào dịp Tết vừa rồi thì thành phố Hồ Chí Minh chính thức trở thành vùng xanh. Yeah, và bản thân Vi thì cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ đâu mọi người. Trong dịp Tết vừa rồi thì Vi cũng có về quê, và nếu như ai follow Vi thì cũng biết là quê ngoại Vi ở dưới miền Tây. Và trước khi về quê thì mọi người ở dưới quê của Vi cũng biết là Vi rén cái nguồn nước ở dưới, nên là họ cũng claim, họ thông báo Vi là lần này về đi, bảo đảm là có máy lọc nước các thứ rồi, da mặt bảo đảm ngon lành, không có bị gì đâu, khỏi cần mua nước suối ở ngoài để rửa mặt để tắm luôn. Tại vì hồi đó mọi người, lúc mà Vi phát hiện ra là Vi bị kích ứng nguồn nước á, là cứ mỗi lần Vi về quê là ở dưới quê sẽ chuẩn bị cho Vi mấy thùng nước suối để Vi tắm, Vi rửa mặt, Vi sinh hoạt á. Và bản thân Vi khi mà nghe mọi người thông báo như vậy, trời ơi, mừng dã man luôn. Mạnh dạn về dưới nha, tắm rửa mặt pha luôn. Và chuyện gì đến nó cũng đến. Ừ thì nước lọc xịn lắm, không cần phải rửa mặt bằng nước suối đâu. Đây, chỉ sau vài lần rửa mặt và hai lần tắm duy nhất thì mọi người sẽ được chiêm ngưỡng cái dung nhan, cái da mặt của Vi vào đúng mùng 2 Tết nè mọi người. Nó banh chành như thế này luôn, đủ đau đớn chưa? Nó nổi mụn li ti, nó sần, nó ngứa, nói chung là đủ vấn đề. Và lúc đó thì bản thân Vi biết là mình một lần nữa đã bị kích ứng nguồn nước. Trong nguồn nước miền Tây, như mọi người hồi đó thường nói là còn có phèn hay là có bất cứ một cái gì đó, Vi không biết nữa, nhưng mà cứ mỗi lần là về dưới quê Vi tắm, Vi sinh hoạt, thay đổi nguồn nước cũng như là thay đổi môi trường sống là cái da của Vi nó xấu dã man luôn mọi người. Và Vi chắc chắn là có rất là nhiều bạn cũng giống như Vi. Và sau mùng 2 ngày kích ứng đó thì tầm 1-2 ngày sau Vi quay lại Sài Gòn và bắt đầu cái công cuộc hành trình phục hồi da sau kích ứng. Cái việc đầu tiên khi mà mình đặt chân đến Sài Gòn, vừa bước vô ngôi nhà của mình, không phải là mình ăn, mình ngủ, mà mình đi thẳng vô toilet, mình tắm. Trời ơi, mình đứng trong đó chắc tầm 1-2 tiếng đồng hồ chỉ để mình tắm thôi mọi người. Trời ơi, nó phơi dã man. Và lúc mà mình bị kích ứng nguồn nước á, thì da mặt mình gặp hai vấn đề. Đầu tiên á là da sần đỏ, ngứa rát. Thứ hai là mình gặp cái trường hợp là bị nổi mụn, có nghĩa là mụn sần, mụn ẩn và kể cả mụn viêm thì bắt đầu xuất hiện trên da của mình trong cái lúc mà mình đang bị kích ứng luôn nha. Thì cái video clip này sẽ đánh vào cái vấn đề đầu tiên là phục hồi cái hiện tượng ngứa rát đỏ da. Bởi vì cái vấn đề thứ hai là vấn đề nổi mụn á, thì những cái mụn này hầu như đa số là do mụn khi mà da bị kích ứng gây nên, chứ không phải là do mụn thông thường nữa. Nên là phần nhiều thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề là bị kích ứng trước, thì những cái mụn do kích ứng đó cũng sẽ dần dần cải thiện và giảm đi. Và sau khi mà mình phục hồi kích ứng xong thì da mặt của mình để lại những cái tàn tro mụn, thì đó mới là những cái mụn nổi thông thường do ăn chơi sau dịp Tết đó mọi người. Và chắc chắn là sẽ hứa hẹn với mọi người trong một cái video clip khác, chứ không phải là video clip này. Video clip này sẽ chỉ tập trung vào vấn đề phục hồi da do bị kích ứng thôi. Có hai cái vấn đề khi mà da mình bị kích ứng nguồn nước khi mình về quê, mình muốn lưu ý với các bạn. Đầu tiên là không sử dụng những sản phẩm có thành phần treatment. Thứ hai là không dùng nước muối sinh lý. Cái chú ý đầu tiên, tại vì sao không dùng treatment? Cái lý do đơn giản là da của bạn đang bị kích ứng. Da của bạn không cần bất cứ một cái acid nào, tại vì acid nó chỉ thiên vào trị mụn, nó không thiên vào vấn đề nhiều là phục hồi da. Nên khi mà những cái thành phần treatment này lên da của bạn thì
vô nghĩa. Và đôi khi thì nó sẽ phản đam lại trên da của bạn, làm cho da của bạn đang kích ứng vô axit một cái, nó sẽ trở nên đỏ rát hơn và thậm chí là tồi tệ hơn lúc đầu luôn. Nên là treatment lúc này dẹp nha. Còn cái vấn đề thứ hai là sử dụng nước muối sinh lý. Thì nước muối sinh lý có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm, sát trùng. Thì ok, một số da bạn nào hợp thì sẽ không sao. Còn đối với một số bạn da quá nhạy cảm mà đang bị kích ứng nữa, thì khi mà lên da, cái sự sát khuẩn kháng viêm như vậy đôi khi nó làm cho da của bạn nhạy cảm và rát không chịu nổi. Nên lúc này rất là dễ dẫn đến trường hợp toàn da. Trời ơi các bạn ơi, bây giờ thời đại tân tiến có rất nhiều những loại sản phẩm được release, được sản xuất ra để phục hồi da. Nên là nước muối sinh lý không phải là một cái lựa chọn hàng đầu mỗi khi mà da của bạn bị kích ứng đâu. Và từ cái vấn đề trên mình suy ra là để đảm bảo 100% trong cái việc phục hồi da và không có làm da bị tồi tệ hơn, bị kích ứng hơn, thì mình sẽ không lựa chọn đi theo cái con đường hên xui trong cái việc sử dụng nước muối sinh lý. Vậy thì lúc này mình sẽ làm gì? Vẫn là con đường skincare, nhưng sẽ tuyển tập lựa chọn, chọn lọc ra những cái sản phẩm có thành phần và thiên hướng phục hồi da cực kỳ dịu nhẹ. Đầu tiên, trong cái vấn đề làm sạch thì mình sẽ recommend cho các bạn một loại sữa rửa mặt mà mình đã từng review trước đây và đến hiện tại thì cũng chưa ai review và mình cảm thấy là cái sữa rửa mặt này xứng đáng được tất cả những làn da nhạy cảm phải thử sử dụng must try luôn mọi người. Sữa rửa mặt của nhà Beslo Arisibe Auto Foam Cleanser Calming and Moisturizing. Lý do tại vì sao Vi thích nó thì Vi đã review trong video clip trước đây, nhưng mà Vi cũng sẽ nhấn mạnh lại ngắn gọn lần nữa là bởi vì đây là một cái loại sữa rửa mặt cực kỳ dịu nhẹ trên da trong cái vấn đề là làm sạch da và sau đó không gây khô căng. Không những vậy, trong thành phần của em sữa rửa mặt Beslo này không chứa cồn hương liệu paraben và ngay khi mọi người sử dụng mọi người cũng không nghe bất cứ một cái mùi nào luôn ý. Tại vì một số sản phẩm họ claim là sản phẩm của họ tuy là không chứa hương liệu nhưng mà khi mà mình sử dụng mình vẫn nghe được mùi cỏ cây, thực vật, hương cam, quýt ổi chẳng hạn. Còn đối với cái sữa rửa mặt Beslo này thì không hề nghe bất cứ một cái mùi nào luôn. Đó, thì những làn da mà kích ứng từ mùi hương trong thành phần cho đến cái mùi hương thật sự khi sử dụng luôn thì rất là xứng đáng đầu tư một chai. Và cái đặc điểm thứ hai là hãng claim trong thành phần của sản phẩm này thì hầu hết là 100% chiết xuất từ các thành phần từ thực vật, rồi còn có một chút citric acid sẽ đánh vào cái vấn đề làm sạch sâu lỗ chân lông, làm sạch da. Cái cảm giác sâu mỗi lần Vi sử dụng em này là một cái cảm giác thật sự rất thích luôn mọi người. Cái bề mặt da của mình nó mịn, nó mượt dã man và không có bị mất nước, vẫn giữ được độ đàn hồi cho da. Và quan trọng là mình vẫn có thể sử dụng được cho buổi tối nè, trong cái vấn đề làm sạch sâu và kể cả buổi sáng trong cái việc là làm sạch dịu nhẹ. Và em này với dung tích là 500ml thì chỉ có giá dưới 500.000. Mỗi lần mọi người sử dụng chỉ một bơm một hạt đậu hoặc là hơn một hạt đậu chút xíu, rồi mọi người tạo bọt và apply hết toàn mặt thì nó sử dụng được rất là lâu luôn mọi người. Đó, thì nếu như những bạn nào mà không có bị rén với những thành phần chiết xuất từ thực vật á thì em này không có lý do gì để làm cho da của bạn bị kích ứng luôn. Tiếp theo trong cái công cuộc mà phục hồi da thì Vi đã sử dụng hai serum. Thì đây cũng là một cái bước chính tập trung vào cái việc phục hồi và giảm kích ứng trên da của Vi một cách rất là nhanh chóng. Hai cái em serum, một em là Underground Skincare, một em là Mainstream, thường được bác sĩ da liễu review. Underground Skincare là em Victima Hira B5 Serum và còn cái em thường xuyên được các beauty blogger cũng như là bác sĩ da liễu review là em Skinavis. Về cái em Skinavis Hyaluronic Acid này thì có những cái thành phần tiêu biểu, đầu tiên là B5, thứ hai là HA, thứ ba là chiết xuất từ rau má và cuối cùng là niacinamide. Thì khi mà Vi sử dụng cái sản phẩm này thì thật sự với mọi người là Vi không biết những người khác, những bác sĩ khác họ review như thế nào, nhưng mà Vi cảm nhận trên da của Vi sau khi mà Vi sử dụng gần hết nguyên một chai thì đúng là em này rất là làm tốt trong cái vấn đề là phục hồi da nè, cấp ẩm cho da. Khi mà apply lên là da mình căng mọng, có độ đàn hồi lành tính, không chứa những thành phần gây kích ứng. Nó không có lý do gì để làm cho da của bạn bị kích ứng hết. Nhưng mà ngoại trừ cái việc niacinamide được add trong em này, Vi nghĩ là niacinamide add trong em này là một cái lượng cũng như là một cái nồng độ khá là thấp. Tại vì xuyên suốt thời gian Vi sử dụng thì đúng là nó làm rất là tốt trách nhiệm giảm viêm phục hồi da, nhưng mà nó không có cải thiện được cái tình trạng là làm đều màu da cũng như là cải thiện được vết thâm. Vi cũng sử dụng em này xuyên suốt và Vi theo dõi, Vi follow rất là kỹ, nhưng mà đúng là em này chỉ làm phục hồi những cái tổn thương và làm cho Vi cảm thấy rất là yên tâm cho những làn da đang bị kích ứng. Tuy cái niacinamide không phát huy công dụng nhiều trong cái vấn đề giảm thâm cũng như làm sáng da,
nhưng mà phải claim thêm một ưu điểm mà em này có là cái texture cho em này, kết cấu cho em này khá là mỏng nhẹ, dễ xài nè. Và bản thành phần tối giản nè mọi người, chỉ là những cái thành phần thiên vào cấp ẩm cũng như là làm lành nhanh những cái vết thương, giống như ban nãy Vi có đề cập ở trên như là HA, B5, rau má, rồi niacinamide. Ngoài ra thì nó cũng không có những cái thành phần rau ria khác, nên là những bạn nào mà muốn sử dụng một cái loại serum cái thành phần nó tối giản và sợ là da mặt của mình sẽ dễ bị kích ứng với những cái thành phần lạ lạ, mặc dù là chiết xuất từ thực vật nha, cỏ cây các thứ, nhưng mà cũng sợ cũng ráng thì có thể thử em Skin Avid HA này. Và cuối cùng là về giá thành thì cái giá thành của em này cũng không quá gọi là đắt á mọi người, dưới 500.000 mà mọi người đã có thể sở hữu được một cái em B5 mà có một cái bản thành phần tối giản phát huy trong cái việc phục hồi da tốt như vậy rồi, thì Vi cảm thấy là nó khá là ok, mặc dù nó không có quá gọi là rẻ so với những dòng ví dụ như The Enchelis, The Ordinary, nhưng mà Vi vẫn sẽ an tâm hơn trong cái việc là không có gây kích ứng nhiều giống như là một số sản phẩm của The Ordinary đâu. Tiếp theo là Underground Skincare Big Derma Hyra B5 Serum. Đây có thể nói là một cái em B5 hội tụ đầy đủ những cái thành phần mà có lợi cho da, những thành phần xuất sắc trước giờ được mọi người thường nhắc đến luôn. Và với Big Derma B5 này cũng là cái chai thứ hai Vi sử dụng rồi, và sau khi Vi sử dụng xong thì Vi thấy là cái em Big Derma này phải được mọi người biết đến, thật sự rất cần thiết luôn. Một hãng dược mỹ phẩm tại Hàn Quốc, mặc dù chưa phổ biến nhiều trong thị trường thương mại Việt Nam nhưng mà đã bắt đầu được áp dụng tại phía da liễu cũng như là các spa uy tín lớn tại Việt Nam. Quay lại về cái vấn đề em này hội tụ đầy đủ những cái thành phần cần thiết cho da, thì bây giờ Vi sẽ tập trung vào chi tiết những thành phần đó. Đầu tiên là B5 đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng thành phần. Ngoài B5 ra thì trong Big Derma này còn có rau má, rồi còn có triple 3 thành phần thiên về làm mềm da cấp ẩm chuyên sâu: sodium hyaluronate, hyaluronic acid và allantoin. Và tiếp theo cái xuất sắc hơn nữa, điều đáng nói trong em này là em này kết hợp một cái combo cải thiện được tông da, và Vi thấy rõ được cái hiệu quả đó là niacinamide kết hợp với lại glutathione. Không phải đến chai thứ hai Vi mới thấy mà sau chai đầu tiên, hơn nửa chai đầu tiên là Vi đã bắt đầu thấy là da của mình cải thiện được cái tông da, da mặt mình sáng sủa hẳn lên và đi kèm với cái yếu tố phục hồi da giảm đỏ khá là tốt nữa. Và cũng khá là lâu rồi Vi mới tìm được một cái em serum mà vừa phục hồi da vừa đánh vào cái yếu tố là làm sáng da mà tập trung đầy đủ những cái thành phần mà Vi thích như vậy luôn á mọi người. Trong thành phần của em này thì không chứa cồn, không chứa paraben và hương liệu nằm ở cuối bảng thành phần, thì những yếu tố trên thì hoàn toàn phù hợp cho tất cả những làn da và da nhạy cảm vẫn có thể sử dụng được luôn. Và đối với cái kết cấu của em này, khi mà apply lên da là cảm giác da mình nó căng mọng rõ ràng ngay lập tức luôn, thấy rất là rõ trong cái vấn đề là da mình đủ ẩm và có độ đàn hồi. Và cái ưu điểm tiếp theo mà Vi cần phải claim cho em này là một số cái sản phẩm serum, ví dụ như mình thấy như cái Skin Avis B5 ban nãy thì nó chỉ có 30ml và một số serum khác nó cũng chỉ có 30ml thôi đúng không, nhưng mà đối với cái em Hyra B5 của Big Derma này 50ml mọi người và giá dưới 500.000. Đó thật sự là một cái em serum vừa có dung tích lớn, vừa có một cái giá thành hợp lý, 50ml tập trung đầy đủ những cái thành phần xuất sắc mà dưới 500.000 thì thật sự là rất là xứng đáng để biết đến rộng rãi luôn. Underground Skincare thì không cần phải kiểu PR rầm rộ theo kiểu mainstream chính thống như Vi đã nói. Không nhận sponsor thì có khen phải có chê. Một cái khuyết điểm mà Vi rất là cảm thấy tiếc trong em này là cái chai serum cho em này mọi người nhìn á, nó bị phèn, mọi người thiết kế bên ngoài nó bị kiểu phèn dã man luôn, tự nhiên màu nâu mà trên cái chữ nó còn có màu xanh nữa, nhìn nó không khác gì giống như mấy loại mà kiểu serum trộn hoàng cung cung đình yêu nữ yêu ma Canada gì đó. Anyway, đó là về cái bao bì bên ngoài và cái chin bên ngoài thôi, còn lại thì em này xuất sắc thiệt mọi người. Những lúc mà da của Vi không bị kích ứng á thì Vi vẫn sử dụng em này trong những cái bước skincare, chu trình skincare của mình bình thường ý. Underground Skincare không ai review thì tôi sẽ review thề với mọi người luôn, dùng cực thích nha. Nhất là cái độ phục hồi làm dịu da rất là thấy rõ, còn cái sự cải thiện về tông da giảm thâm mụn thì mọi người phải kiên trì một chút xíu. Trong cái chu trình phục hồi da sau bị kích ứng nguồn nước thì Vi cũng có add thêm một cái loại mặt nạ mà Vi đã từng review tân bốc trước đó rất là nhiều trong năm 2021, mà bản thân Vi cho đến thời điểm hiện tại thì Vi cảm thấy cực kỳ ấn tượng với cái hũ mặt nạ luôn mọi người. Không phải là mặt nạ giấy, cũng không phải là mặt nạ đất sét,
mặt nạ dạng gel của nhà Amphrom phiên bản mức Mask, tập trung vào ba cái thành phần chính là ngải cứu B5 chiết xuất từ hoa cúc, sẽ đánh vào cái vấn đề là làm giảm viêm, giảm đỏ, phục hồi da. Đồng thời sử dụng lâu dài thì sản phẩm này sẽ còn bổ trợ là chống oxy hóa trên da. Phải nói là về cái mặt nạ này, Vi thấy rất là rõ trong những cái lần đắp đầu tiên thôi thì Vi đã thấy nó làm rất là tốt trong cái việc mà làm dịu những cái vết đỏ, những cái mẩn đỏ trên da của Vi rất là nhanh luôn mọi người. Cái lúc mà mùng 2 á, da Vi vừa bị kích ứng một cái, Vi quải quá, Vi không skin care gì á, Vi chỉ rửa mặt và Vi lôi em này ra, Vi cấp cứu lúc đó. Mọi người cũng biết là về những cái loại mặt nạ thì nó sẽ không có để lâu trên da của mình, nó chỉ là để tầm 15-20 phút, nên là với những cái sản phẩm mặt nạ mà thiên hướng gọi là trị mụn thì ok, mình còn kiểu nghi ngờ về một chút xíu, hơi điêu ha. Nhưng Vi không hiểu sao trong cái vấn đề phục hồi thì cái em mất Work and Firm này làm rất là tốt, và thật sự là nó cải thiện được cái tình trạng kích ứng và đỏ da liền ngay lập tức luôn nha. Chỉ vài lần đắp là da bớt sồn sồn, dịu dàng hẳn hoi ra liền. Trong cái em này là một cái dạng gel mọi người, khi mọi người sử dụng á, là một cái loại thảo mộc mà thiên về kiểu giống như ngải cứu á, không chứa cồn, không chứa paraben. Nói chung là đắp xong da siêu mượt, sờ vào bao thích luôn. Có serum, có mặt nạ rồi thì chắc chắn phải cần đến dưỡng ẩm. Và về dưỡng ẩm thì Vi cũng sẽ thiên vào lựa chọn những cái sản phẩm dưỡng ẩm có thành phần phục hồi da, và đặc biệt là sau mỗi lần bị kích ứng thì cái hàng rào trên da của bạn rất là cần phải chăm chút, tại vì ít nhiều gì nó cũng sẽ rất là dễ bị mất sức đề kháng. Ceramide Treatment của hãng The Incalis là cái sản phẩm mà Vi đã sử dụng xuyên suốt trong những ngày mà Vi phục hồi da. Ceramide thì mọi người cũng biết là nó sẽ làm đánh vào cái vấn đề là bảo vệ hàng rào da đúng không? Còn Night Treatment á, thì thật sự là trong cái thành phần này nó không có cái thành phần nào mà treatment đâu mọi người. Nói chính xác hơn là nó khá là phù hợp sử dụng chung với lại những cái thành phần treatment. Hãng claim rõ ràng 3% ceramide đánh vào cái vấn đề là cấp ẩm, làm cho cái hàng rào bảo vệ trên da của mọi người khỏe khoắn trở lại, không bị suy yếu, không bị mất nước. Từ đó sẽ ngăn chặn được những cái yếu tố môi trường cũng như là những cái yếu tố bên ngoài vào da của bạn tốt nhất có thể. Thứ hai là nồng độ 2,5 hyaluronic acid, tập trung vào cái vấn đề cấp ẩm, không làm da bị mất nước. Rồi butylenglycol, glycerin, gốc glycol và glycerin này á, thì cũng sẽ làm mềm da. Và phải nói là hai thành phần dưỡng ẩm quá quen thuộc rồi ha. Và hồi nãy Vi đã giải thích cái chữ treatment là gì rồi. Còn cái chữ night ở trên cái sản phẩm này á, ngụ ý là cái sản phẩm của The Incalis này sẽ dùng chung với lại những cái sản phẩm treatment vào buổi tối. Và cộng với cái việc là khi mà Vi sử dụng thì đúng là em này nên để cái chữ night trong này, tại vì cái texture, cái kết cấu của nó chỉ nên sử dụng vào buổi tối thôi mọi người. Cái kết cấu nó khá là dày á, nó hơi nét về cái độ dày một tí xíu. Da khô thì có thể sử dụng ban ngày buổi tối vô tư, không có vấn đề gì hết. Muốn apply, muốn layer bao nhiêu lớp thì cũng được. Còn những cái làn da dầu, đặc biệt là giống như mình sợ bị bít tắc thì chỉ nên sử dụng vào buổi tối. Và sử dụng em này thì phải hạn chế các lớp skincare trước đó lại. Mục đích cái texture, cái kết cấu dày như vậy thì nó sẽ đánh vào cái vấn đề dưỡng ẩm nhiều của mọi người, chứ không phải là nó cố ý nó làm cho da của mọi người bị bít tắc, bị bí bách hay gì đâu ha. Đổi lại thì nó sẽ có một loạt những cái ceramide xuất sắc luôn, thiên trong cái vấn đề là bảo vệ hàng rào trên da của bạn. Ceramide AB, cái cảm giác khi mà mình sử dụng em này vào buổi tối đi thì sáng hôm sau là cái da mặt của mình nó cảm thấy khỏe lên luôn mọi người, thật sự. Nó đủ ẩm và nó mịn. Sau một cái khoảng thời gian mọi người sử dụng kiên trì em này là mọi người cảm giác được cái là cái kết cấu da của mình nó khỏe lại, nó khỏe lại rất là rõ rệt luôn. Đó là về cái vấn đề là đánh vào cái hàng rào bảo vệ da cũng như là một cái sản phẩm có kết cấu dày. Nhưng mà nếu mọi người vẫn muốn phục hồi nhưng mọi người lại thích cái kết cấu mỏng thì sẽ chọn cái sản phẩm nào? Đây, Declass Fundamental Water Gel Cream sẽ là một cái option khá là tốt trong cái việc phục hồi da, mà cái kết cấu nó rất là mỏng nhẹ luôn. Đúng với cái tính chất là Water Gel Cream, khi mọi người apply lên da ha, đó thì nó sẽ tan ra như nước mọi người. Đó, mọi người sẽ thấy là nó rất là lỏng luôn. Mọi người apply lên, mọi người chỉ cần lấy một lượng nhỏ, một người khuếch tán rét ra hết mặt, nó rất là đỡ hao ấy. Cực kỳ gọi là siêu mỏng nhẹ luôn. Em này thì chứa thành phần chính là 67% chiết xuất từ trà xanh, sẽ vừa giúp trong vấn đề giảm viêm và bên cạnh đó thì còn sẽ chống oxy hóa trên da của bạn nữa. Và tất nhiên thì về phục hồi sẽ không thể nào thiếu B5 và HA, mượt da an toàn lành tính. Dùng em này thì vô tư có thể thoải mái dùng với lại các sản phẩm skincare khác mà không sợ bị bít tắc lỗ chân lông hay nặng nề mặt gì hết. Ok, thì đó là toàn bộ những cái sản phẩm mà đã thực sự giúp Vi cải thiện được từ một cái nền da mà bị kích ứng nguồn nước, đỏ rát, mẩn rồi ngứa tà le hết,
trở thành một cái nền da bình thường trong một cái khoảng thời gian ngắn. Tất cả những cái sản phẩm trong video clip này thì ngoài cái sữa rửa mặt Beslo cũng như là B5 của Vic De Ma ra thì hầu như là những cái sản phẩm này được nhiều người review rồi. Và hiện tại năm 2022, Vi đã có một cái group riêng cho mình để các bạn có thể tham khảo về những cái sản phẩm skincare, cũng như là mình sẽ trao đổi nhiều hơn về những cái kiến thức về skincare, những cái sản phẩm skincare trong cái group đó. Group do team của Vi build á, có tên là Best Beauty Review. Mọi người nhớ tham gia group, Vi sẽ bỏ cái thông tin group trong cái description box, phần mô tả cũng như là ghim lên phần comment ha. Ok, toàn bộ những cái thông tin cũng như là link pick up những cái sản phẩm uy tín mà Vi đã recommend, Vi đã đề cập, Vi đã review trong video clip này thì Vi cũng sẽ để bên dưới phần mô tả và ghim lên bên dưới phần comment cho mọi người luôn. Nhớ là tham gia group để chúng ta cùng nhau trao đổi những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức skincare với nhau ha. Hy vọng là video clip này sẽ là một video clip giúp mọi người một phần nào đó thoát khỏi những cái cơn kích ứng nguồn nước sau khi mà các bạn thay đổi môi trường sống, thay đổi nguồn nước từ ở dưới quê lên Sài Gòn. Chưa đâu, và sau video clip này còn sẽ là một cái video clip phục hồi da sau khi bị mụn do sự tàn phá bánh chưng, bánh dày, thức khuya, đánh bài, hạt dưa các thứ. Đó, xong video clip này thì giải quyết da bị kích ứng trước tiên đã, sau đó thì sẽ đánh vào cái vấn đề là mụn sau ha. Chắc chắn là sẽ hẹn mọi người trong video clip tiếp theo rồi. Ok time, nếu mà các bạn thích video clip này thì hãy đừng quên cho Vi một like, cũng như là comment bên dưới những điều mà các bạn muốn nói với Vi. À, và nhớ là subscribe, đăng ký cái nút đỏ đỏ bên dưới để Vi có nhiều động lực hơn nữa và ra các video clip tiếp theo cho mọi người xem nha. Bây giờ thì bye bye và see you next video mọi người.